Chúng ta tiếp tục với chủ đề bài tập cơ bản và nâng cao quản lý chính. Bài số 4. Bài số 4. Một miếng chở con chạy được làm bằng hợp kim nickelin, điện chở xuất là 0.4 nhân 10^16 ohm. Tiếp diện số vòng. Ở đây là chúng ta có cái số vòng quấn là 600 vòng. Đường kính là 4.5 cm. Câu A là tính điện trở lớn nhất của biến trở. Câu A là tính điện trở lớn nhất của biến trở. Điện trở lớn nhất của biến trở trong trường hợp này chính là điện trở của toàn bộ cái sợi dây. Thì chúng ta biết công thức mà tính cái điện trở, R bằng rho nhân L chia S. Thì ở đây rõ ràng là mình có S rồi, có rho rồi, vì mình thiếu chiều dài. Thiếu chiều dài cũng như vậy. Mà ở đây cho là gì? Có 600 vòng. Và chúng ta dựa vào 600 vòng này. Và cái lõi này có là gì? Đường kính. Như vậy chúng ta sẽ tính chu vi của lõi. Sau khi chính tính được cái chu vi của lõi xong là chúng ta có thể là lấy cái chu vi đó là nhân cho cái số vòng là mình sẽ được cái chiều dài. Và sau đó chúng ta sẽ tính được cái điện trở này. Như vậy bài này đầu tiên là chúng ta tính cái gì? Là chu vi. Chu vi của lõi. Chu vi ha. Chu vi lõi quấn. Lõi là lõi cái lõi của quấn. Mình gọi là C. Theo công thức tính chu vi của hình tròn thì chúng ta có là gì? Bằng đường kính. Công thức là cái đường kính nhân cho vùng bi. Trong trường hợp này cái đơn vị của chiều dài là đơn vị là mét. Ở đây thành ra chúng ta sẽ tiến hành đổi cái đường kính này ra mét luôn, là 4.5 cm. Đổi ra mét chúng ta chia cho 100 và được 0.0045 nhân cho bi này mình có lấy bi trên máy tính đó. Và đơn vị lúc này là gì? Là mét. Mình sẽ đây chút nữa là mình bấm luôn cũng được. Đây là chính là chu vi của lõi. Như vậy bây giờ mình sẽ tính là gì? Chiều dài dây gì đây? Ở đây là biến trở con chạy là bằng dây đi dẫn. Đây là chiều dài dây đi quấn. Chính là L. Đại lượng ký hiệu bằng điện L. Bằng gì? Số vòng. Số vòng là gồm có 600 vòng. Mình nhân cho chu vi. Chu vi ở đây mình ký hiệu là C, mình ký thế vào đây là C. Cái gì là tính con số này không? 600 nhân cho 0.0045 nhân cho bi. Thì mình sẽ ra được cái chiều dài này. Rồi. Rồi 600 nhân cho 0.045 và nhân tiếp cho chu vi. Rồi. Chúng ta được là gì? 84.82 là mình lấy cái xấp xỉ rồi. Xấp xỉ. 82 mét. Rồi sau mình có thể tính được cái điện trở theo yêu cầu của đề là điện trở lớn nhất của biến trở. Điện trở lớn nhất của biến trở. Điện trở lớn nhất cũng chính là cái điện trở của toàn bộ sợi dây mà mình quấn. Là R bằng theo đúng công thức đó là rho như là chia S. Dây này là 0.4 × 10^6. Chiều dài là đây 84.82 chia cho S. Tiết diện là 0.8 mm vuông. Thì mình đổi ra mét vuông thì nhân thêm vào 10^16. Và tính kết quả này chúng ta sẽ được cái điện trở 14.6 thì mình đơn giản đi rồi, phải không? Như vậy là hai này đơn giản còn hai gì mình cũng có thể tính ra được rồi. Đây là hai thì này còn 4.2741 ohm, không 4.2741 ohm. Đó là mình đã biết xong cái câu A. Câu B
V. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt vào trong đó cho lớn nhất là có là 867,824V. Khỏi biến trở này có thể chịu được dòng điện cường độ lớn nhất ngẫu nhiên. Cái này thì đơn giản thôi, cái này mình áp dụng cho định lực ôm là xong. B. B. Đây, cường độ dòng điện lớn nhất. Lớn nhất có thể đặt vào thì đấy. Ủa? Đó, cường độ dòng điện lớn nhất có thể qua biến trở. Là y bằng u chia r. Đó, điện lực ôm thôi chứ gì. U có rồi, 6,7,8,2,4 chia 42,41. 6,7,8,2,4 7,8,2,4 chia 42,41. Chúng ta được 1,599 là sắp xỉ ha. Đây là sắp xỉ. Sắp xỉ 1,599 ampe. Rồi cái này mình kết luận thôi. Cái này mình kết luận xong. Chỉ là cường độ lớn nhất đặt vào chính là số này. Đây chính là cách để chúng ta giải cái bài tập này.